Đâu ạ? Em đang ở Châu Quỳ ạ. À, thế gần nhà anh rồi. Anh ở chỗ nào đấy? Nhà anh ở trong Keo, chợ Keo. À, chợ Keo. Em ở Châu Quỳ chứ không ở chợ Keo, nhưng mà cũng gần. Đúng rồi. Như vậy là quá gần. Chỉ nghe cái chữ cùng ở Hà Nội thôi là chị đã thấy gần rồi. Lợi là sinh năm 88, là nhỏ hơn Đức 4 tuổi. Lợi làm có hiện tại đang làm công việc gì? Công việc của anh là kinh doanh ở ngoài ạ. Kinh doanh về gì? Em có phân phối dược mỹ phẩm hữu cơ cho một công ty ở trong nước và em có một quán cà phê nhỏ ở Châu Quỳ. Trời, vừa đi làm vừa có kinh doanh riêng nữa ha. Vậy thì tốt quá. Mình đang sống với ai á Lợi? Em thì hiện tại là ở dưới này thì em ở một mình ạ. À vậy ba mẹ mình là ở đâu? Gia đình ở đâu? Em thì bố em thì mất rồi, còn mẹ thì đang ở quê cùng với em gái. Em thì có anh chị em, mà hai em ở dưới thì lập gia đình hết rồi ạ. Em lập gia đình rồi mà chị chưa?